Ông Kim Jong-un lên kịch bản đòi lại Hàn Quốc và đồng bộ vào lãnh thổ Triều Tiên. NATO thông báo kế hoạch tập trận gần biên giới Nga-Belarus. Nga tuyên bố ủng hộ giải pháp hòa bình trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Ukraine tuyên bố chỉ huy cấp cao của Nga tử trận tại Crimea. Ông Biden thất vọng khi Israel từ chối thực hiện yêu cầu của Mỹ. Iran tránh một cuộc chiến toàn diện với phương Tây. Ngày 15 tháng 1, trong bài phát biểu tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tối cao FPA khóa 14, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhận định việc tìm tiếng nói thống nhất với Hàn Quốc đã không còn khả thi, đồng thời cáo buộc Seoul tìm cách làm sụp đổ chế độ của Bình Nhưỡng. KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un khẳng định, chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng chúng tôi không có ý định né tránh nó. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo, trong trường hợp xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, điều quan trọng là phải tính đến vấn đề kiểm soát hoàn toàn, đàn áp, đòi lại Hàn Quốc và đồng bộ vào lãnh thổ Triều Tiên. Ông Kim Jong-un cho rằng Hàn Quốc nên được coi là quốc gia thù địch số 1 và là đối thủ chính không thể thay đổi trong hiến pháp của nước này. Đáng chú ý, Triều Tiên đã quyết định bãi bỏ hàng loạt cơ quan phụ trách các vấn đề liên triều tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân tối cao SPA khóa 14, bao gồm Ủy ban Thống nhất Hòa bình, Cục Hợp tác Kinh tế Quốc gia và Cục Du lịch Quốc tế Kum Gan-chan. KCNA cũng cho biết Triều Tiên sẽ giải tán những cơ quan chỉ tồn tại với mục đích thúc đẩy đối thoại và hợp tác liên triều, nhấn mạnh nội các Triều Tiên và các tổ chức liên quan sẽ triển khai các biện pháp thiết thực để thực hiện quyết định của SPA. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang sau một loạt vụ thử tên lửa và các cuộc tập trận chung của Hàn Quốc và Mỹ. Trong một báo cáo của dự án 38R có trụ sở tại Mỹ vào tuần trước, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Carlin và nhà khoa học hạt nhân Seyfried Hacker nhận định rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang nguy hiểm hơn bất kỳ lúc nào. Kể từ đầu tháng 6 năm 1950, cuối năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Bình Nhưỡng không còn hướng tới mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc, trong khi trước đó đây là mục tiêu lâu dài của cả hai miền bán đảo Triều Tiên. Ông nói, chúng ta không nên phạm sai lầm một lần nữa khi họ coi là đối tác hòa giải và thống nhất vì Hàn Quốc đã tuyên bố chúng ta là kẻ thù chính của họ. Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không còn là quan hệ giữa những người cùng một quốc gia. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc thắt chặt hợp tác trong việc răn đe Triều Tiên. Tàu ngầm hạt nhân và máy bay mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ liên tục hiện diện ở bán đảo Triều Tiên, thể hiện cam kết của Washington trong việc nâng cao khả năng răn đe quân sự của đồng minh. Thời gian gần đây, Mỹ đang dần hình thành vành đai của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, bao vây phía tây nước Nga kéo dài liên tục hàng nghìn km từ vùng đất Bắc Âu Na Uy đến tận Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2021, trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, chính phủ Na Uy đã ký thỏa thuận với Mỹ về điều tiết hoạt động quân sự chung, sửa đổi các quy định của thỏa thuận trước đó, cho phép Lầu Năm Góc xây dựng cơ sở vật chất tại 3 sân bay và một căn cứ hải quân của nước này. Sau đó, chính phủ Mỹ đã chuyển một số máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancet sang đất Na Uy, và hiện tại chúng chỉ cách biên giới với Liên bang Nga ở khu vực Tây Bắc 350 km. Sau khi Nga cáo buộc phải tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã tăng cường ảnh hưởng đối với các nước Scandinavia và điển hình là vào tháng 4 năm 2023. Các lực lượng ủy nhiệm thân Mỹ đã biến Phần Lan từng trung lập một thời trở thành một phần của khối NATO. Cùng với Phần Lan, Thụy Điển cũng đã quyết định rời bỏ vị thế trung lập tưởng tượng trong quá khứ, nộp đơn xin gia nhập khối này. Vào tháng 10 năm 2023, tất cả các nước NATO ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đã phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Có thể sự phản đối của Ankara và Budapest sẽ được khắc phục sau một thời gian nữa. Nhưng ngay cả ở thời điểm hiện tại, Stockholm và Helsinki vẫn đang tích cực giúp đỡ Kiev cả về vật chất lẫn tinh thần và tăng chi tiêu quân sự, tức là họ làm bất cứ điều gì Washington định hướng. Bên cạnh đó, Na Uy và Đan Mạch cũng đang tích cực mua vũ khí của Mỹ và hỗ trợ Ukraine. Mỹ cũng đã ký các thỏa thuận quốc phòng riêng với Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch. Việc các quốc gia trên thi nhau gia nhập NATO đã giúp Washington có cơ hội tạo thêm các đầu cầu cho các hoạt động tác chiến ở Bắc Cực và lập vòng kim cô của NATO để bao vây Liên bang Nga từ hướng Tây. Ngoài ra, Mỹ đã bắt đầu diễn tập giao tranh toàn diện ở châu Âu. Hiện tại, việc thành lập trung tâm kiểm soát hoạt động hàng không chung của lực lượng đồng minh NATO mang tên Bắc Cực Cao đang được tiến hành. Bộ chỉ huy chung NATO ở Brunsum, Hà Lan đã được cải tổ. Khu vực chịu trách nhiệm phòng thủ hiện không chỉ bao gồm các nước Baltic mà còn cả vùng Scandinavia. Với nòng cốt là lực lượng phản ứng nhanh bao gồm 10.000 quân, 150 máy bay và 40 tàu chiến vào vùng Baltic như thể trở thành biển nội địa của NATO. Trước những động thái của phương Tây, Moscow đã nhiều lần lên tiếng phản đối chiến lược bành trướng về phía đông của NATO.
Điện Kremlin khẳng định NATO được lập ra để làm đối trọng với khối hiệp ước Warsaw do Liên Xô làm thủ lĩnh. Nhưng khi Liên bang Xô Viết tan rã, khối Warsaw không còn. NATO đã không tự giải tán mà ngược lại, vẫn cứ tiếp tục phát triển và ngày càng mở rộng hơn dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Khối liên minh quân sự của phương Tây đã xé bỏ những cam kết với Liên Xô và Nga, tăng cường kết nạp những thành viên của Liên bang Xô Viết cũ, lập các căn cứ quân sự và đưa trang bị hạng nặng đến áp sát biên giới nước Nga, đồng thời thực hiện hàng loạt chính sách mang tính chất thù địch với Moscow. Do đó, Moscow đã cảnh báo là sẽ có chính sách đáp trả tương xứng bằng cách rút khỏi các hiệp ước song phương với Mỹ, như hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung, đình chỉ hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới hay rút khỏi các hiệp ước đa phương với NATO, châu Âu, như hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, hiệp ước bầu trời mở, hiệp ước kiểm soát vũ khí châu Âu, hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Moscow khẳng định chính phương Tây là bên phải chịu trách nhiệm về tình trạng leo thang căng thẳng như hiện nay, và Moscow sẽ làm tất cả để phá bỏ trật tự thế giới đơn cực hiện nay đang do Mỹ thống trị, xây dựng một trật tự thế giới mới đa cực và ổn định hơn. Mới đây, sĩ quan lực lượng vũ trang Ukraine còn được biết đến với biệt hiệu Stylist, ông Anatoly Stefan tuyên bố trong cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Crimea, Ukraine đã loại bỏ phó chỉ huy trung đoàn hàng không tấn công thủy quân lục chiến riêng biệt số 43 của Nga, ông Alexander Chernobrivy. Ngày 14 tháng 1, Huawei đưa tin, mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, các nguồn tin chính thức của Nga chưa xác nhận về sự ra đi của ông, nhưng sĩ quan Ukraine tuyên bố ông Chernobrivy đã tử trận trong cuộc tấn công vào sân bay Saki ở Crimea. Sân bay Saki đóng vai trò là căn cứ của Trung đoàn Hàng không tấn công thủy quân lục chiến riêng biệt số 43 thuộc hạm đội Biển Đen, Nga. Ngoài ra, theo một số báo cáo, một số quân nhân Nga khác cũng đã thiệt mạng cùng ngày với ông Chernobrivy. Thông tin trên trang web Mirat Vorest của Ukraine cho biết, ông Chernobrivy sinh ra ở Crimea vào năm 1985. Sau khi được đào tạo tại trường hàng không quân sự cấp cao Krasnodar, ông có quốc tịch Nga vào năm 2007. Sau đó, ông làm phi công cho các máy bay Su-24, Su-30SM trong các đơn vị không quân của hạm đội Biển Đen Nga. Một thời gian sau, ông trở thành phi công phi đội tấn công tại Trung đoàn Hàng không tấn công ở sân bay Saki. Và từ năm 2023, ông được bổ nhiệm giữ chức phó chỉ huy trung đoàn. Ngày 6 tháng 1, sân bay Saki ở Crimea bị tấn công, khiến các hệ thống phòng không trên bán đảo này bị kích hoạt. Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng các radar và kho đạn dược của Nga đã bị phá hủy tại Saki, nơi đóng quân của Trung đoàn Hàng không tấn công của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến riêng biệt số 43 thuộc hạm đội Biển Đen, Nga. Trong một diễn biến gần đây, ngày 15 tháng 1, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công trên 7 mặt trận, tiến hành 7 cuộc tấn công tên lửa và 60 cuộc không kích trong ngày, cũng như bắn 64 phát từ các hệ thống tên lửa phóng loạt Grad vào các vị trí và khu định cư của quân Ukraine. Chưa hết, tổng cộng đã diễn ra 94 cuộc đụng độ giữa quân đội Nga và Ukraine tại đường liên lạc trong ngày. Trong đó, hai mặt trận nóng bỏng nhất là Avdiivka và Mariinka. Trong khi đó, về phần mình, suốt 24 giờ qua, máy bay của lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công 4 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Lực lượng phòng không Ukraine cũng phá hủy một tên lửa dẫn đường KH-59 của đối phương. Lực lượng tên lửa và pháo binh đã tấn công 3 cụm nhân sự, vũ khí và trang thiết bị quân sự, một cơ sở phòng không và hai kho chứa của quân đội Nga. Ngày 14 tháng 1, khi đề cập tới nơi diễn ra giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine, luật sư Alexander Kitaev của cựu thị trưởng Vladivostok, Oleg Gumeniuk, người bị kết án 12 năm tù vì tội nhận hối lộ, thông báo ông Gumeniuk sẽ tới tham chiến tại khu vực triển khai chiến dịch quân sự. Ông Kitaev cho biết, ngày 22 tháng 12 năm 2023, ông ấy đã ký hợp đồng phục vụ và trình diện với đơn vị quân đội. Trước hết, ông Gumeniuk sẽ phải trải qua một khóa huấn luyện trên thao trường. Ông Gumeniuk, 56 tuổi, đã nhậm chức thị trưởng Vladivostok vào tháng 4 năm 2019, nhưng sau đó, hồi tháng 5 năm 2021, ông tuyên bố từ chức và đã bị bắt giữ sau đó 5 tháng. Các điều tra viên cho biết, cựu thị trưởng này thường xuyên nhận hối lộ từ một doanh nghiệp tổ chức tang lễ tại Vladivostok với số tiền lên đến 38 triệu rúp, tương đương 432.000 đô la Mỹ. Theo lý lịch cá nhân được đăng trên trang web của chính quyền địa phương, cựu thị trưởng Gumeniuk đã phục vụ trong Hải quân Liên Xô từ năm 1985 đến năm 1987. Tháng 4 năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga đã thành lập các đơn vị trừng giới mang biệt danh Storm Z, được đặt tên từ thuật ngữ chỉ lực lượng xung kích và Z, biểu tượng được Nga sử dụng cho các chiến dịch nhằm vào Ukraine. Các thành viên của các đơn vị Storm Z chủ yếu là quân nhân bị kỷ luật và phạm nhân, ký hợp đồng phục vụ để chuộc tội. Tù nhân tự nguyện gia nhập Storm Z sẽ được miễn án tích sau khi hoàn thành thời hạn phục vụ theo hợp đồng. Mỗi đơn vị Storm Z có quân số ước khoảng từ 100 đến 150 người, trực thuộc các đơn vị quân đội chính quy. Một số thành viên của Storm Z đã cho biết rằng họ được đề xuất mức lương hàng tháng là 200.000 rúp, tương đương 2.000 đô la Mỹ.
Tuy nhiên, thực tế họ chỉ nhận được khoảng một nửa con số này. Theo các chuyên gia phương Tây, lực lượng trừng giới của Nga thường được thực hiện nhiệm vụ xung kích ở tuyến đầu và thường phải đối mặt với tổn thất nặng nề nhất trong số các đơn vị tham chiến. Mới đây, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định Ukraine vô hiệu hóa hơn 20 tên lửa của Nga bằng hệ thống tác chiến điện tử, cho thấy bước ngoặt trong năng lực tác chiến điện tử của Ukraine. Các chuyên gia phân tích quân sự cho biết, các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine chỉ được biết đến với hiệu quả trong việc vô hiệu hóa các máy bay không người lái UAV của Nga. Tuy nhiên, theo giới chức Ukraine, trong một cuộc tập kích hôm 13 tháng 1 của Nga, hơn 20 tên lửa cùng với một số UAV đã không thể tiếp cận mục tiêu do phát nổ giữa hành trình và rơi xuống vùng không có dân cư. ISVK cho rằng Ukraine đã vô hiệu hóa hơn 20 tên lửa Nga với sự hỗ trợ từ các hệ thống tác chiến điện tử và đây có thể coi là bước ngoặt trong năng lực tác chiến điện tử của Kiev, thể hiện sự thích ứng của Ukraine với chiến lược tấn công mới của Moscow. Nga bắt đầu nối lại chiến dịch tập kích quy mô lớn ở Ukraine từ cuối năm 2023. Tuy nhiên, chiến lược tập kích đã có sự thay đổi. Moscow sử dụng cùng lúc nhiều loại vũ khí, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình siêu vượt âm, UAV, vũ khí mồi nhử phóng từ nhiều hướng nhằm áp đảo hệ thống phòng không Ukraine. ISVK nhận định lực lượng Ukraine có thể đã nhận ra lối tấn công của Nga và đưa ra những cách thích ứng. Trong một diễn biến khác, ngày 14 tháng 1, người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây dường như đã làm giảm chất lượng của tên lửa Nga. Nếu chất lượng của tên lửa Nga thực sự giảm sút, điều đó sẽ gây thách thức cho Moscow khi tìm cách làm kiệt quệ hệ thống phòng không của Ukraine. Khi cuộc xung đột với Nga sắp bước vào năm thứ ba, lãnh đạo Ukraine đang đối diện với một thách thức mới, đó là thu hút sự chú ý và hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây. Kể từ khi xung đột ở Gaza bùng phát vào tháng 10 năm trước, hầu hết sự quan tâm từ phương Tây đã dịch chuyển từ Đông Âu sang Trung Đông. Sự chú ý này càng gia tăng khi lực lượng Mỹ và Anh tiến hành cuộc tập kích nhằm đối phó với nhóm Houthi ở Yemen nhằm đáp trả các cuộc tấn công của họ vào tàu hàng ở Biển Đỏ. Trong khi tình hình xung đột ở Trung Đông đang trở nên căng thẳng, cuộc chiến của Ukraine để đẩy lùi lực lượng Nga khỏi lãnh thổ đang gặp khó khăn và hiện không có dấu hiệu tiến triển. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Moscow vẫn tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch ở Ukraine, bao gồm phi phát xít hóa, phi quân sự hóa và đảm bảo tình trạng trung lập của Ukraine. Tuy nhiên, chính phủ Kiev đã kiên quyết phủ nhận những mục tiêu này. Ông Putin cũng đã nhiều lần khẳng định Nga sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Ukraine, Mỹ và các quốc gia châu Âu để thảo luận về tương lai của Kiev dựa trên lợi ích quốc gia của Moscow. Tuy nhiên, gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tập kích vào các thành phố của Ukraine trong mùa đông và dường như không quan tâm đến việc chấm dứt xung đột trong thời gian sớm nhất. Theo tạp chí Phố Quân, các nhà lãnh đạo Ukraine không chấp nhận các cuộc đàm phán có thể buộc họ phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, ngay cả khi sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev ngày càng đối mặt với nhiều trở ngại chính trị. Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine. Ukraine đối mặt với khó khăn sau khi chiến dịch phản công được kỳ vọng bắt đầu vào mùa hè năm ngoái lâm vào bế tắc. Nga đã thành công trong việc chống đỡ các cuộc phản công của Ukraine. Và gần đây, họ đang giành thế chủ động trên chiến trường, mặc dù lực lượng của họ cũng đang đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn. Trong khi đó, thành trì ủng hộ dành cho Ukraine đang xuất hiện nhiều vết rạn. Đề xuất viện trợ thêm 60 tỷ đô la Mỹ của Tổng thống Joe Biden cho Ukraine đang bị mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ. Các lãnh đạo của Liên minh châu Âu EU cũng gặp khó khăn trong việc thúc đẩy gói hỗ trợ tài chính hơn 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong 4 năm tới, sau khi Hungary phản đối kế hoạch này vào tháng 12 năm 2023. Song Kiev và một số đồng minh nhiệt thành nhất đang cố gắng duy trì và củng cố nền tảng ủng hộ của phương Tây. Ngày 14 tháng 1, Ukraine tiếp tục tham gia cuộc họp nhóm với các nước đang phát triển và đồng minh phương Tây tại Davos, Thụy Sĩ nhằm thảo luận về một kết quả công bằng và bền vững cho cuộc chiến. Kiev coi cuộc họp này là vô cùng quan trọng để củng cố nền tảng ủng hộ quốc tế và gia tăng áp lực lên Điện Kremlin. Bên cạnh sự dao động của một số đồng minh, Ukraine vẫn đang nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các lãnh đạo châu Âu. Ngày 12 tháng 1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thăm Kiev và cam kết viện trợ mới trị giá 3 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn một chút so với mức Anh đưa ra trong 2 năm trước đó. Tân Ngoại trưởng Pháp Stephen Sejourné tới Ukraine một ngày sau đó trong chuyến công du đầu tiên của ông. Ngày 8 tháng 1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên tiếng chỉ trích phần lớn các quốc gia trong EU vì không cung cấp đủ vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Ông nhấn mạnh rằng châu Âu cần tăng cường viện trợ cho Kiev và tái khẳng định cam kết của chính phủ Đức trong việc hỗ trợ Ukraine đến cùng. Đức hiện là một trong những nhà viện trợ tài chính và vũ khí hàng đầu cho Ukraine. Cuối năm ngoái, Berlin nhất trí tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Kiev vào năm 2024 lên 8,8 tỷ đô la Mỹ. Ông Scholz tin rằng EU cuối cùng sẽ thông qua gói viện trợ hơn 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của khối ngày 1 tháng 2. Tuy nhiên, những điểm sáng đó chỉ là một vài tia hy vọng trong bức tranh ngày càng trở nên ảm đạm của Ukraine.
sự thất bại trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái đã làm tăng thêm khó khăn cho nỗ lực của các lãnh đạo phương Tây trong việc hỗ trợ nội bộ Ukraine. Trong năm đầu của xung đột, các lãnh đạo phương Tây có thể dễ dàng thuyết phục dư luận nước mình về nỗ lực đánh bại Nga. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu tại Viện các vấn đề an ninh và quốc tế Đức Jenny Kaluge, hiện nay cuộc tranh luận đã xoay quanh những mối đe dọa nếu Nga chiến thắng. Ông nói, nó khó khăn hơn nhiều vì lập luận của các lãnh đạo phương Tây hiện nay chủ yếu dựa vào nỗi sợ hoặc nguy cơ thay vì gợi cảm hứng về thành tựu hay chiến thắng. Do đó, theo thời gian, thuyết phục công chúng ủng hộ Ukraine càng trở nên khó khăn hơn. Các nhà ngoại giao tham gia cuộc họp cuối tuần qua đã nhận định rằng Ukraine có rất ít cơ hội để thay đổi lập trường của các nước trung lập lớn như Ấn Độ, Indonesia hay Ả Rập Xê Út. Nam Phi và Brazil tiếp tục duy trì mối quan hệ kinh tế và ngoại giao với Nga. Động lực cho các cuộc thảo luận về hòa bình của Ukraine đã suy yếu khi thế giới tập trung vào xung đột giữa Israel và Hamas và Mỹ đối mặt với chỉ trích quốc tế ngày càng tăng vì ủng hộ chiến dịch của Israel ở Gaza. Ukraine hy vọng sử dụng các cuộc thảo luận như vậy để thu hút ủng hộ cho yêu cầu ngừng giao tranh, buộc Nga phải rút tất cả lực lượng mà họ đang kiểm soát ở Ukraine trước khi bắt đầu đàm phán về hòa bình. Theo giới quan sát, nhiều quốc gia tham gia cuộc thảo luận để bày tỏ sự ủng hộ cho lối thoát hòa bình cho xung đột. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italy Guido Crosetto gần đây cho biết đã đến lúc phải đàm phán nghiêm túc về chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Ukraine, phần lớn các quốc gia châu Âu và nhiều quan chức Mỹ không tin rằng Nga sẽ nghiêm túc trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Tuần trước, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn chỉ giúp Nga có thêm thời gian để củng cố lực lượng và vũ khí. Giới quan sát đánh giá rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ khó có khả năng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trước thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 và kết quả của cuộc bầu cử này được công bố. Nếu ông Donald Trump giành chiến thắng và tái đắc cử, có khả năng lớn đây sẽ là một sự thuận lợi cho Nga. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố mong muốn kết thúc nhanh chóng xung đột ở Ukraine và Tổng thống Zelensky đã bày tỏ lo ngại rằng ông Trump có thể thực hiện điều này bằng cách áp đặt các điều kiện đàm phán có lợi cho Moscow và không lợi cho Kiev. Theo Viện Kiel ở Đức, Mỹ đang là quốc gia viện trợ hàng đầu cho Ukraine và nếu Mỹ rút lui, khó có quốc gia nào khác có thể bù đắp khoảng trống. Các nhà phân tích cảnh báo bất kỳ sự suy giảm nào trong viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine cũng sẽ làm tê liệt nỗ lực chiến đấu của Kiev. Mới đây, Tổng thống Zelensky đã thăm ba nước vùng Baltic gồm Litva, Estonia và Latvia. Chuyến công du này được cho là nhằm củng cố nền tảng ủng hộ từ các đồng minh, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ thêm về hệ thống phòng không cho Ukraine. Ngày 11 tháng 1, trong bài phát biểu tại Estonia, ông Zelensky thừa nhận cuộc chiến kéo dài không tốt cho Ukraine. Ông nói, chúng tôi phản đối cuộc chiến này từ đầu và vẫn giữ quan điểm này đến cùng. Ngày 15 tháng 1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Peskov, do các nước phương Tây và Ukraine chưa sẵn sàng đàm phán, nên Nga buộc phải đạt được mục tiêu của mình thông qua một chiến dịch quân sự. Ông Peskov nhấn mạnh quan điểm của Nga được Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần đề cập là ưu tiên các biện pháp hòa bình và ngoại giao để giải quyết các vấn đề an ninh. Ông cũng nhấn mạnh lệnh cấm của chính quyền Ukraine về việc đàm phán với Nga. Ông Peskov cho biết, trước hết, chúng ta không nên quên rằng Kiev đã chính thức ban hành lệnh cấm tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow. Chỉ cần nhắc đến lệnh cấm này có lẽ là cách tốt nhất để hiểu được sự vô lý hoàn toàn của tình huống hiện nay. Khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng thảo luận một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hay không, ông Peskov nói thêm, đây là lý do quan điểm của chúng tôi đã được Tổng thống Putin nhắc lại nhiều lần. Đối với chúng tôi muốn đạt được mục tiêu và giải quyết các vấn đề an ninh của mình bằng biện pháp hòa bình, biện pháp ngoại giao. Nhưng trong những điều kiện mà điều này hoàn toàn không thể thực hiện được, do các nước phương Tây cũng như Ukraine không sẵn sàng xem xét các vấn đề an ninh của chúng tôi đang tiến hành và tiếp tục chiến dịch quân sự, qua đó chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Trước đó, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignacio Cassi nói rằng Nga chắc chắn sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán trong tương lai với Ukraine và theo ông, các công việc chuẩn bị đang được tiến hành. Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông chỉ ra rằng không có lựa chọn nào khác về việc Nga tham gia quá trình tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc thảo luận mới nhất về công thức hòa bình do Ukraine đề xuất tại Davos sẽ không dẫn đến bất kỳ điều gì vì Nga không tham gia quá trình này. Cuộc đàm phán được tổ chức vào ngày 14 tháng 1 theo sáng kiến của Thụy Sĩ và Ukraine. Bình luận sau cuộc họp về công thức hòa bình của Ukraine ở Davos, ông Peskov nói, nếu không có sự tham gia của chúng tôi, bất kỳ cuộc thảo luận nào cũng không thể đạt được bất cứ điều gì.
Theo ông Peskov, Nga đã thể hiện rõ lập trường về vấn đề này. Ông Peskov nhấn mạnh, trên thực tế đây chỉ là những cuộc thảo luận và quá trình này không thể đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào vì một lý do rõ ràng, bởi vì chúng tôi, tức Nga, không tham gia. Năm 2022, Tổng thống Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Những điểm chính trong kế hoạch hòa bình của ông Zelensky gồm khôi phục toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Ukraine, Nga phải rút hết quân, đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực và an toàn hạt nhân, trả tiền bồi thường, cũng như thiết lập lại một nghị định thư về hòa bình giữa Kiev và Moscow. Công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Nga trao trả 4 vùng lãnh thổ mới sát nhập cũng như bán đảo Crimea. Tháng 10 năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh sát nhập 4 vùng của Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ những yêu cầu này và tuyên bố hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Ukraine trở thành quốc gia trung lập, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, công nhận việc Nga sát nhập 4 vùng lãnh thổ từ Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng đã ký sắc lệnh không đàm phán với chính quyền Tổng thống Putin. Moscow nhiều lần cáo buộc sắc lệnh này đã cản trở hòa đàm giữa Nga và Ukraine. Hồi tháng 12 năm 2022, ông Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 ủng hộ ý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu tập trung vào công thức hòa bình nói chung và một số điểm cụ thể nói riêng. Ông Zelensky cũng đang nỗ lực trình bày kế hoạch trên với nhà lãnh đạo của các nước, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Dù phương Tây đã viện trợ cho quân đội Ukraine hàng tỷ đô la Mỹ, trong đó Washington là nhà viện trợ lớn nhất, nhưng họ phản ứng thận trọng hơn về kế hoạch hòa bình của ông Zelensky và hội nghị thượng đỉnh hòa bình do ông đề xuất. Trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới Washington vào hôm 22 tháng 12 năm 2022, ông Biden chỉ nói rằng ông có chung tầm nhìn về hòa bình và Mỹ cam kết hỗ trợ Ukraine phòng vệ. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo G7 cho biết họ cam kết mang lại hòa bình cho Ukraine phù hợp với quyền được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khi ấy nói rằng cơ hội đàm phán hòa bình sắp tới là rất nhỏ. Ông Guterres nói rằng ông sẵn sàng làm trung gian hòa đàm, chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine nhưng phải được sự chấp thuận của các bên. Bất chấp lệnh cấm vận kinh tế gần như hoàn toàn của Washington đối với Moscow, các công ty Mỹ vẫn mua uranium của Nga trị giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Những nỗ lực của ngành công nghiệp hạt nhân Mỹ nhằm giải sự phụ thuộc vào Nga đều không mang lại kết quả. Theo dữ liệu từ cơ quan thống kê Mỹ cho biết, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023, nước này chi hơn 1 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu uranium của Nga. Chỉ riêng trong tháng 11 năm 2023, xuất khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga sang Mỹ đã lên tới 96 triệu đô la Mỹ. Quốc gia đang chịu nhiều lệnh trừng phạt này trở thành nhà cung cấp uranium lớn nhất cho Mỹ kể từ tháng 5 năm ngoái. Ngoài Nga, Anh và Nhật Bản cũng là những nhà cung cấp uranium lớn cho Mỹ với kim ngạch xuất khẩu lần lượt là 48,6 triệu đô la Mỹ và 44 triệu đô la Mỹ trong tháng 11 năm 2023, trong khi của Bỉ là 2,4 triệu đô la Mỹ. Tổng kim ngạch nhập khẩu uranium của Mỹ đạt gần 191 triệu đô la Mỹ trong cùng kỳ. Trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp uranium dồi dào của Nga, tuần trước Bộ Năng lượng Mỹ cho biết các nhà chức trách đang tìm kiếm hồ sơ dự thầu từ các nhà thầu để xây dựng nguồn cung cấp uranium trong nước được làm sao tới mức cao hơn, phục vụ cho thế hệ lò phản ứng tiếp theo. Mỹ đã cấm nhập khẩu dầu của Nga sau khi chiến sự nước này với Ukraine bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Mỹ cùng một số quốc gia phương Tây áp giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga vận chuyển bằng đường biển. Ngày 11 tháng 12 năm 2023, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu uranium của Nga, dù biện pháp này được miễn trừ trong trường hợp thiếu nguồn cung cho các lò phản ứng trong nước. Dự luật có các điều khoản miễn trừ cho phép nhập khẩu uranium làm sao ở mức độ thấp của Nga nếu Bộ Năng lượng Mỹ xác định không có nguồn thay thế để vận hành lò phản ứng hạt nhân hoặc công ty năng lượng hạt nhân Mỹ, hoặc nếu việc nhập khẩu này phục vụ lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, dự luật này cần phải được Thượng viện thông qua và Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hành. Sau khi được ban hành, Mỹ sẽ cấm nhập khẩu uranium từ Nga trong 90 ngày, nhưng còn phụ thuộc vào việc miễn trừ. Giá uranium trên thị trường thế giới trong năm ngoái đã tăng gần gấp đôi và đang tiếp tục tăng. Hiện giá uranium oxit U-308 đã vượt quá 94 đô la Mỹ trên pào, một pào xấp xỉ 0,45 kg. Uranium oxit được sử dụng làm nhiên liệu hạt nhân.
Trong nửa đầu năm 2024, NATO sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới Liên bang Nga và Belarus. Đáng chú ý nhất là The Tifas Adventure 2024, cuộc tập trận lớn nhất của phương Tây kể từ chiến tranh lạnh kéo dài trong khoảng 2 tháng. Cuộc tập trận Tifas Defender 2024 có sự tham gia của hơn 100.000 quân nhân từ 32 nước. Ba Lan sẽ đóng vai trò đặc biệt khi các hoạt động chính diễn ra ở đây, cũng như các nước vùng Baltic. Sau khi cuộc tập trận Tifas Defender năm 2024 kết thúc, cuộc tập trận Nordic Response 2024 sẽ diễn ra với sự tham gia của 20.000 binh sĩ NATO. Nordic Response 2024 sẽ được tổ chức ở các khu vực phía Bắc của Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan, cả trên không và trên biển. Phần trên biển của cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 50 tàu ngầm, tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu sân bay và tàu đổ bộ, hơn 1.000 máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, máy bay trinh sát hải quân, cùng các máy bay trực thăng CH-43, Super Stallion, Merlin, Cobra, Osprey sẽ tham gia cuộc diễn tập trên không gần biên giới của nhà nước Liên minh Nga, Belarus. Giai đoạn chính của cuộc tập trận Nordic Response 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 3 gần các thành phố Berserwick và Tromsø của Na Uy. Cuộc tập trận này, tương tự như Stifat Defender 2024, có quy mô đáng kể và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược. Ngày 15 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grastap thông báo rằng nước này sẽ cử khoảng 20.000 quân tham gia một trong những đợt triển khai lớn nhất của NATO kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Việc triển khai bao gồm 16.000 binh sĩ quân đội Anh sẽ đóng góp ở Đông Âu từ tháng 2 đến tháng 6, bao gồm một nhóm tấn công tàu sân bay, máy bay tấn công F-35B Lightning và máy bay giám sát. Cuộc tập trận Stifat Defender 24 của NATO đánh dấu năm thứ 75 của Liên minh phương Tây, Bộ trưởng Sapp khẳng định, quân đội của chúng tôi sẽ tham gia lực lượng với các đối tác từ 30 quốc gia NATO và Thụy Điển, mang lại sự đảm bảo quan trọng trước đe dọa. Trước đó, tờ Bild của Đức đã trích dẫn tài liệu mật của quân đội Đức cho rằng nước này đang tổ chức cho một cuộc chiến giữa lực lượng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Nga, có thể bắt đầu vào mùa hè năm 2025. Theo kịch bản huấn luyện của Bộ Quốc phòng Đức, vào ngày 10, Tổng tư lệnh NATO sẽ ra lệnh điều động 300.000 binh sĩ Đức. Theo tờ Bild, tình trạng leo thang được cho là có thể bắt đầu sớm nhất vào tháng 2 khi Nga bắt đầu đẩy mạnh tấn công nhằm vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Đến tháng 6, Nga sẽ buộc quân đội Kiev phải rút lui. Không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào, tờ Bild nhận định rằng địa điểm có nhiều khả năng xảy ra xung đột giữa NATO và Nga được cho là khoảng trống Suwalki hay hành lang Suwalki. Đây là đoạn hẹp dài khoảng 100 km gần thành phố Suwalki, nằm ở phía đông bắc Ba Lan, nằm giữa Belarus và vùng Kaliningrad của Nga. Cuối tuần vừa qua, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Valery Zaluzhny đã công khai một video cho thấy hệ thống pháo và lực phóng loạt HIMARS tham gia chiến đấu trong xung đột. Đây là lần hiếm hoi Ukraine chia sẻ thông tin về hoạt động chiến đấu của HIMARS. Trước đó, Kiev luôn khẳng định rằng Moscow chưa từng phá hủy bất cứ hệ thống nào trong tổng cộng 38 xe phóng HIMARS mà Mỹ cung cấp. Video được tướng Zaluzhny đăng tải mô tả các binh sĩ Ukraine vận hành hệ thống HIMARS, nhận mệnh lệnh chiến đấu. Các quân nhân nhanh chóng tháo bỏ lớp ngụy trang của HIMARS tại một địa điểm không xác định, sau đó lái xe đến nơi nạp đạn tên lửa. Quá trình nạp đạn diễn ra nhanh chóng nhờ vào thiết kế ống phóng dạng mô-đun. Sau đó xe phóng HIMARS di chuyển đến một khu vực trống trải để khai hỏa tên lửa dẫn đường. Ít nhất một quả tên lửa rời bệ phóng trong cuộc tập kích. Tướng Zaluzhny chia sẻ, tên lửa HIMARS đã phá hủy một cách hiệu quả các trang thiết bị vũ khí của đối phương dọc tiền tuyến. Kíp lái luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng, chỉ mất vài phút để nạp đạn và di chuyển tới khu vực khai hỏa. Hệ thống pháo và lực phóng loạt HIMARS được trang bị đạn tên lửa dẫn đường chính xác. Và theo nhà sản xuất Lockheed Martin, một xe phóng HIMARS có thể nạp đầy đủ đạn tên lửa trong khoảng 4 đến 5 phút. Điều này là một ưu điểm lớn hơn so với các hệ thống pháo và lực của Nga, với binh sĩ Nga cần nạp đạn rocket bằng tay với thời gian lên tới 20 phút. HIMARS có bệ phóng gắn trên khung gầm xe tải và loại vũ khí này đã được Mỹ cung cấp cho Ukraine từ tháng 6 năm 2022. Trong một video được đăng tải hôm 9 tháng 1, quân đội Ukraine thể hiện việc tên lửa HIMARS đánh trúng một hệ thống pháo phản lực TOS-1A, tạo ra một vụ nổ lớn với sóng xung kích. Khác với video do Đại tướng Zaluzhny đăng tải, video đó không quay cảnh hệ thống HIMARS phóng tên lửa. HIMARS có thể sử dụng nhiều loại đạn tên lửa với tầm tấn công khác nhau. Tuy nhiên, Mỹ hiện chỉ cung cấp cho Ukraine đạn tên lửa HIMARS có tầm bắn 80 km và 186 km, trong khi từ chối cung cấp những quả đạn có sức công phá lớn hơn với tầm bắn lên tới 300 km. Việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối thực hiện các yêu cầu của Mỹ liên quan đến hoạt động quân sự ở giải Gaza đã khiến Tổng thống Joe Biden và các quan chức cấp cao Mỹ ngày càng thất vọng. Theo thông tin của trang Axios, một quan chức Mỹ bày tỏ, tình hình thật tồi tệ và chúng tôi đang bế tắc, Tổng thống đang mất dần kiên nhẫn.
Israel đã liên tục từ chối cho phép chính quyền Palestine tiếp cận các khoản thuế bị đóng băng. Nếu không tiếp cận được số tiền này, chính quyền của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ không thể chi trả cho các hoạt động của mình. Ngoài ra, Mỹ mong đợi sự hỗ trợ lớn hơn từ Israel để đảm bảo viện trợ nhân đạo vào khu vực. Theo tờ Axios, Thủ tướng Netanyahu cũng từ chối thảo luận nghiêm túc về kế hoạch hành động sau cuộc chiến và không đối thoại về lo ngại về việc Israel tiếp tục tăng cường chiến dịch tấn công trên bộ. Hôm 24 tháng 11 năm 2023, Qatar đã đóng vai trò trung gian để đạt được thỏa thuận giữa Israel và Hamas về lệnh ngừng bắn tạm thời. Thỏa thuận bao gồm trao đổi tù nhân và con tin, cũng như việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào dải Gaza. Lệnh ngừng bắn đã được gia hạn nhiều lần và cuối cùng hết hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2023. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM mới đây đã thông báo về việc lực lượng Houthi đã phóng một tên lửa hành trình vào tàu khu trục Labun của Hải quân Mỹ trong khu vực Biển Đỏ. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM cho biết, vào khoảng 4 giờ 45 chiều ngày 14 tháng 1 theo giờ địa phương, tên lửa hành trình chống hạm đã được bắn từ các khu vực của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen về phía tàu USS Labun đang hoạt động ở Nam Biển Đỏ. Tên lửa đã bị máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ ở vùng lân cận bờ biển Hodeidah, không có thương tích hay thiệt hại từ vụ tấn công. Người phát ngôn của quân đội Houthi Yahya Saria thông báo, Mỹ và Anh đã thực hiện tổng cộng 73 cuộc tấn công vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen, dẫn đến 5 tay súng Houthi thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Thành viên trong hội đồng chính trị cấp cao của Houthi Mohammed Ali al-Houthi đã mô tả các cuộc tấn công của phương Tây là khủng bố man dợ. Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố về việc thành lập chiến dịch đa quốc gia nhằm bảo vệ khu vực Biển Đỏ với sự tham gia của các quốc gia như Vương quốc Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha. Lực lượng Houthi đã công bố rằng họ sẽ tấn công bất kỳ tàu nào tham gia liên minh hải quân do Mỹ dẫn đầu. Trước đó, vào tháng 11, Houthi đã cảnh báo về việc tấn công các tàu liên quan đến Israel đang hoạt động trong khu vực. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby mới đây đã khẳng định rằng Mỹ không muốn Biển Đỏ trở thành điểm xung đột với Yemen. Ông Kirby cũng thừa nhận rằng Washington không loại trừ khả năng Houthi sẽ đáp trả và đang theo dõi tình hình một cách chặt chẽ. Theo ông Kirby, Mỹ đã thực hiện một số biện pháp phòng ngừa cần thiết. Trong khi đó, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Yemen, cho rằng những cuộc tấn công này đã làm rõ bản chất gây hấn của Mỹ. Trong cuộc điện đàm với người đứng đầu Hội đồng Chính trị tối cao Yemen, Mahdi al-Massad vào ngày 14 tháng 1, ông Raisi nhấn mạnh rằng việc ủng hộ người Palestine không có khả năng tự vệ là một nguyên tắc cơ bản của Iran. Sau khi Mỹ và Anh tấn công mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen, Iran có phản ứng khá im lặng. Các quan chức Iran nói rằng các cuộc tấn công vi phạm rõ ràng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen nhưng không đề cập đến phản ứng quân sự. Quan điểm này sẽ vẫn được duy trì chừng nào Iran không muốn mở thêm một mặt trận nữa, chẳng hạn như tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz, lối vào vùng vịnh vốn là điểm tiếp cận chính cho các nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu. Ngày 11 tháng 1, bình luận với tờ New York Times của Mỹ, cựu nhà ngoại giao Mỹ Ryan Crocker cho rằng điều mà giới lãnh đạo Iran quan tâm nhất hiện nay là ổn định. Do đó, cuộc chiến tổng lực không có lợi cho Iran trong bối cảnh hiện nay. Về phần mình, Sanam Vakil là chuyên gia về Iran tại Chatham House, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại London, nhận định Iran đã tìm cách đẩy cuộc xung đột ra xa bên ngoài. Lằn ranh đỏ của Iran là xung đột sát biên giới của Iran. Đồng quan điểm trên, nhà phân tích cấp cao về Iran tại tổ chức khủng hoảng quốc tế là Ali Vaed nói, hoàn toàn có thể thấy trước rằng cuộc chiến ở Gaza càng kéo dài thì nguy cơ leo thang và xung đột trong khu vực càng cao. Nhưng Iran khó có thể trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chừng nào lãnh thổ nước này chưa bị tấn công. Trong các cuộc phỏng vấn, các quan chức tình báo Mỹ cho biết họ tiếp tục đánh giá rằng Iran không quan tâm đến một cuộc giao tranh rộng lớn hơn. Họ cũng nói rằng không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy các nhà lãnh đạo cấp cao của Iran đã ra lệnh cho Houthi tấn công các tàu ở Biển Đỏ. Theo các quan chức tình báo Mỹ, Houthi là một tổ chức độc lập và Iran không chỉ huy các hoạt động hàng ngày của nhóm này. Một quan chức cấp cao Iran cũng nói với hãng Reuters rằng lực lượng Houthi đang tự đưa ra quyết định. Ông cho biết, chúng tôi ủng hộ cuộc chiến của họ, nhưng Tehran không muốn một cuộc chiến toàn diện trong khu vực. Tuy nhiên, đánh giá tình báo cho thấy các quan chức Iran tin rằng xung đột leo thang sẽ làm tăng tổn thất cho phương Tây mà không gây nguy cơ xảy ra một cuộc chiến rộng lớn. Nhà phân tích tại Euro-Asia Group, ông Gregory Brill, nhấn mạnh Tehran vẫn cảnh giác với việc mở rộng xung đột vì họ không muốn trực tiếp hứng chịu nguy cơ bị trả đũa. Ông nói, mặc dù có khả năng sẽ có phản ứng từ nhiều lực lượng ủy nhiệm khác nhau của Iran ở những nơi khác trong khu vực, nhưng việc Iran leo thang mạnh mẽ để đáp trả những cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh nhằm vào Houthi là khó xảy ra. Liên quan đến việc Mỹ và Anh không kích vào các cơ sở của Houthi ở Yemen, chính phủ Yemen khẳng định lực lượng Houthi phải chịu trách nhiệm trong việc kéo Yemen vào một cuộc đối đầu quân sự. Trước đó, trong một tuyên bố chung, chính phủ các nước Anh, Mỹ, Australia
Bahrain, Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand và Hàn Quốc nêu rõ mục đích của cuộc không kích là giảm căng thẳng và khôi phục sự ổn định ở Biển Đỏ. Tuyên bố nhấn mạnh liên minh này sẵn sàng hành động để đảm bảo dòng chảy thương mại tự do tại một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới. Ngày 12 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nước này sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen nếu lực lượng này tiếp tục tấn công các tàu thuyền thương mại ở Biển Đỏ. Ngày 14 tháng 1, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Sudan Ramstein Lamamra đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng đạt được hòa bình, ổn định và chấm dứt xung đột tại quốc gia châu Phi này. Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa đặc phái viên Lamamra và Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp Sudan Abdel Fattah al-Burhan, người đồng thời giữ cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Sudan SRF tại thành phố Port Sudan. Ông Lamamra cho biết, thêm ông đã có nhiều cuộc tham vấn với giới chức Sudan để khẳng định cam kết của Liên Hợp Quốc. Về phần mình, ông al-Burhan đã thông báo với đặc phái viên Liên Hợp Quốc những nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, nhấn mạnh cam kết của chính phủ Sudan đối với quá trình chuyển đổi dân chủ và một giai đoạn chuyển tiếp kết thúc bằng tổng tuyển cử. Giao tranh bùng nổ tại Sudan từ giữa tháng 4 năm 2023, tức 18 tháng sau khi tướng Abdel Fattah al-Burhan chỉ huy SRF và tướng Mohamed Hamdan Dagalo chỉ huy RSF cùng tiến hành một cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10 năm 2021, lật đổ chính phủ chuyển tiếp dân sự do phương Tây hậu thuẫn. Đảo chính và xung đột đã dập tắt hy vọng về một sự chuyển đổi hòa bình sang chính quyền dân sự. Căng thẳng giữa hai tướng ngày một gia tăng khi không đạt được sự đồng thuận về phân quyền. Người chiến thắng sau cuộc chiến hiện nay có thể trở thành tổng thống tiếp theo của Sudan, và người thua có thể phải sống lưu vong, bị bắt hoặc xử tử. Một cuộc nội chiến kéo dài hoặc phân chia đất nước thành các vùng lãnh thổ đối lập cũng có thể xảy ra. Theo số liệu cập nhật của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA), hơn 7,3 triệu người đã phải sơ tán trong nước và rời khỏi Sudan kể từ khi xung đột nổ ra và nhiều người đã thiệt mạng. Một số thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được, nhưng cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm các thỏa thuận này. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế IOM của Liên Hợp Quốc, hiện có tới 25 triệu người Sudan cần được bảo vệ và viện trợ nhân đạo. Ngày 15 tháng 1, giới chức Indonesia cho biết đã sơ tán khoảng 6.500 người trên đảo Flores khi núi lửa Legotobi Lakilaki phun những đám mây cho nâu dày đặc trong mấy ngày qua. May mắn không có thương vong hay thiệt hại lớn nào được báo cáo cho đến nay. Ngọn núi cao 1.584m này là một trong hai ngọn núi lửa sinh đôi Legotobi Lakilaki và Legotobi Elempuan tại huyện Flores Timur thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara. Núi lửa Legotobi Lakilaki đã phun trào 40 lần kể từ ngày 14 tháng 1. Các cột tro bụi bốc lên cao từ 500 tới 1.500 mét. Cư dân ở những ngôi làng gần đó đã di rời tới nhà thân hoặc được đưa đến các trung tâm sơ tán khi nhà chức trách nâng cảnh báo núi lửa lên mức cao nhất vào ngày 9 tháng 1. Chính quyền kêu gọi cộng đồng địa phương cũng như khách du lịch không đi vào phạm vi bán kính 4 km xung quanh khu vực phun trào và cảnh báo khả năng dùng nhám lạnh từ đỉnh núi chảy tràn vào thượng nguồn của các dòng sông trong trường hợp có mưa lớn. Núi lửa Legotobi Lakilaki là một trong 120 núi lửa đang hoạt động tại Indonesia, đảo quốc 270 triệu dân. Nước này thường hứng chịu động đất và núi lửa phun trào do nằm dọc vành đai lửa, một hệ đứt gãy địa chấn hình móng ngựa xung quanh Thái Bình Dương. Trong khi đó, trên đảo Sumatra, núi lửa Marapi phun trào trở lại ngày 14 tháng 1, lần thứ hai kể từ tháng 12 năm 2023, phun trào và khói lên cao, tuy nhiên không gây thương vong, ít nhất 100 người được sơ tán kể từ ngày 12. Cũng trong ngày 14 tháng 1, một ngọn núi lửa ở Tây Nam Iceland đã phun trào, khiến dòng dung nham nóng chảy tràn tới thị trấn gần đó và thiêu rụi nhiều nhà cửa. Tổng thống Iceland Guðni Johannesson cho biết gần 4.000 dân ở Grindavík đã được sơ tán trước khi vụ phun trào xảy ra. Để ngăn cản dòng dung nham vào thị trấn, giới chức địa phương đã xây dựng một hệ thống tường chắn bằng đất và đá, nhưng vẫn có nhiều ngôi nhà bị hư hại. Văn phòng khí tượng Iceland IMO thông báo, đợt phun trào đầu tiên tạo ra một vết nứt nhỏ cách Grindavík khoảng 450m. Tuy vậy, khe nứt thứ hai đã xuất hiện sau đó, đưa dòng dung nham tràn vào thị trấn. Vụ núi lửa phun trào đã gây mất điện và nước trên diện rộng ở Grindavík, nhưng không ảnh hưởng tới các chuyến bay đi qua khu vực này. Kể từ năm 2021, hệ thống núi lửa tại bán đảo Reykjanes đã phun trào tổng cộng 3 lần. Tuy nhiên, các vụ phun trào này đều xảy ra ở các khu vực hẻo lánh và không gây ra thiệt hại đáng kể nào. Sự tàn phá của đại dịch COVID-19 đã đi qua, nhưng di chứng của nó dành cho khoa học vẫn rất nặng nề.
Mới đây, quan chức Mỹ và Anh đã thừa nhận sai lầm khi phong tỏa chống dịch. Việc giữ khoảng cách 2 mét trong tương tác xã hội theo chỉ dẫn của Mỹ có thực sự giúp tránh lây lan COVID-19 không? Con số 2 mét này có dựa trên bằng chứng khoa học nào không? Câu trả lời là không. Hôm 13 tháng 1, tiểu bang đặc biệt về đại dịch virus corona của Hạ viện Mỹ công bố thêm một số thông tin chấn động từ bác sĩ Francis Collins, cựu giám đốc Bệnh viện Quốc gia Mỹ, INH. Nổi bật trên mặt báo như bác sĩ Anthony Fauci, nhưng bác sĩ Collins là một tượng đài y tế Mỹ và là một nhân vật quan trọng trong chiến lược đối phó COVID-19 của Mỹ. Vừa qua, ông Collins đã điều trần trước Hạ viện Mỹ về vai trò giám đốc INH trong giai đoạn COVID-19, lặp lại những lời của ông Fauci về các vấn đề như hướng dẫn giãn cách xã hội, nghiên cứu Gain of Function, một dạng nghiên cứu khuếch đại độ mạnh của virus để phục vụ phòng thí nghiệm, gây tranh cãi về virus cũng như giả thuyết virus lọt ra ngoài từ phòng thí nghiệm. Tiểu bang đặc biệt về đại dịch virus corona đã rút ra một số đặc điểm quan trọng từ cuộc chất vấn dài 7 tiếng với ông Collins, gồm rất nhiều vấn đề phức tạp và quan trọng. Trong số này, chi tiết cơ bản, dễ nhớ và dễ sốc nhất là khuyến nghị về việc liệu người dân cần đứng cách xa nhau bao nhiêu để tránh lây lan COVID-19. Theo đó, ông Collins đồng ý với ông Fauci rằng khuyến nghị giữ cự ly 6 phút tương đương 2 mét mà quan chức y tế liên bang ở Mỹ đưa ra có thể không dựa trên bất kỳ dữ liệu hoặc bằng chứng khoa học nào. Thông tin này được công bố không lâu sau khi National Review đăng bản tin về lời thú tội của ông Collins, người đã rời chức ở NIH vào tháng 12 năm 2021. Ông thừa nhận đã mắc sai lầm trong việc quyết phong tỏa chống dịch, bất chấp hậu quả từ việc gián đoạn hoàn toàn đời sống của người dân, hủy hoại nền kinh tế. Lời thú tội của ông Collins xuất hiện từ trước đó, nhưng vài tuần gần đây, video về phát biểu này mới lan truyền mạnh trên X, giữa lúc biến thể JN.1 gia tăng tại Mỹ và nhiều nơi. Trong khi đó, chỉ một số tờ theo khuynh hướng bảo thủ hoặc thiên hữu như National Review và Wall Street Journal đưa tin về phát biểu của ông Collins. Giới chức Anh cũng bắt đầu xem xét lại việc các biện pháp chống COVID-19. Vào tháng trước, Thủ tướng Rishi Sunak cũng đã đưa ra chứng cứ tương tự từ cuộc điều tra độc lập về công cuộc chống COVID-19 ở Anh. Trong thời kỳ dịch COVID-19 hoành hành, ông Sunak là Bộ trưởng Tài chính Anh. Ông cho rằng Anh đã làm rất kém trong việc thảo luận minh bạch về chi phí và lợi ích, cũng như sự xói mòn của cơ cấu xã hội do lệnh phong tỏa gây ra. Ông nêu, nhiều tác động trong số này không được cảm nhận ngay lập tức, chúng dần được cảm nhận theo thời gian. Người Mỹ dường như chắc chắn không tiếp tục phong thành, đồng nghĩa sai lầm ông Collins thừa nhận sẽ khó tái diễn trước JN.1, nhưng tranh luận về chính sách chống dịch. Về chuyện có hay không, vấn đề đàn áp khoa học ở giai đoạn COVID-19 đang càng khiến niềm tin của dân chúng vào khoa học có phần suy giảm. Báo cáo của Trung tâm Pew vào tháng 11 năm 2023 cho thấy niềm tin của người Mỹ vào khoa học và các nhà khoa học đã giảm kể từ đầu dịch COVID-19. Theo khảo sát, trên 8.800 người trưởng thành ở Mỹ, tỷ lệ nói khoa học có tác động đa phần tích cực lên xã hội rớt xuống 57%, thấp hơn 8 điểm phần trăm so với tháng 11 năm 2021 và 16 điểm so với ngay trước khi dịch bùng phát. Trao đổi với truyền thông về tình trạng suy giảm niềm tin vào khoa học, một vị giám đốc CDC cho rằng truyền thông có thể đóng góp rất nhiều từ việc đối phó với thông tin sai lệch, bên cạnh đó cũng có những bài học rút ra từ kinh nghiệm tiếp cận với những đợt bùng phát dịch bệnh mới. Ông nói, khi xuất hiện một căn bệnh hoàn toàn mới, sẽ có nhiều điều lúc đầu chúng ta không biết và chúng ta phải dựa vào thông tin tốt nhất ở thời điểm ấy. Mà đó là thứ sẽ thay đổi. Có thể khi thông tin mới được đưa ra, chúng ta phải thay đổi chiến lược của mình và chúng ta cần công chúng trải qua quá trình đó với chúng ta. Ngày 15 tháng 1, hàng dài máy cày từ khắp nước Đức đã hướng đến Berlin. Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt cuộc biểu tình của nông dân châu Âu trong thời gian gần đây. Nhiều người nông dân chia sẻ rằng họ đang bị dồn vào chân tường bởi các biện pháp mới của Liên minh châu Âu EU và chi phí tăng cao. Giá phân bón và nhiên liệu tăng vọt ở châu Âu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Người nông dân cho biết họ đang đối mặt với sức ép trên khắp lục địa. Đức là quốc gia châu Âu mới nhất chịu tác động bởi làn sóng phản đối của giới nông dân. Trong tuần trước, người nông dân đã biểu tình đưa máy cày chặn các lối vào cao tốc, gây gián đoạn giao thông khắp nước Đức. Họ đã phản đối kế hoạch từ chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz, chủ trương xóa bỏ mức giảm thuế với nhiên liệu họ sử dụng. Trong tháng 1, người biểu tình còn bao vây Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck khi ông cố gắng xuống phà trong kỳ nghỉ cùng gia đình.
Cùng ngày 15 tháng 1, hàng trăm nông dân và tài xế xe tải ở Romania đã biểu tình ngày thứ 6 liên tiếp trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra với chính phủ về chi phí dầu diesel cao và các vấn đề khác, trong đó có một số vấn đề liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Những người biểu tình đang thu hút sự chú ý đến giá dầu diesel cao, giá bảo hiểm, các biện pháp bảo vệ môi trường của Liên minh châu Âu EU và áp lực lên thị trường nội địa từ hàng nông sản nhập khẩu của Ukraine. Yêu cầu của những người biểu tình bao gồm lệnh tạm dừng trả nợ, thanh toán trợ cấp nhanh hơn và các đường phân biệt tại các cửa khẩu biên giới và cảng Constanta của Biển Đen của Romania dành cho xe tải đăng ký ở các nước EU và những xe tải từ bên ngoài khối bao gồm cả Ukraine. Các cuộc biểu tình đã làm tê liệt giao thông trên các tuyến đường công cộng ở 20 quận khi các đoàn xe chở máy nông nghiệp hạng nặng và xe đầu kéo chặn các tuyến đường chính và các trạm kiểm soát hải quan quan trọng ở phía đông và đông bắc đất nước. Theo tờ Guardian, trong những năm gần đây, nông dân Tây Âu gia tăng đấu tranh quyết liệt chống lại các chính sách bảo vệ hành tinh mà họ cho là tốn kém. Hà Lan là nơi ghi nhận phản ứng dữ dội nhất. Phán quyết của tòa án về lượng khí thải nitơ vào năm 2019 đã châm ngòi cho biểu tình phản đối nỗ lực của chính phủ nhằm đóng cửa các trang trại và cắt giảm số lượng gia súc, gia cầm. Thậm chí một đảng chính trị mới đã ra đời vào năm 2019 sau diễn biến này với tên Phong trào Công dân Nông dân. Theo chủ nghĩa dân túy trọng nông BBB, ở Bỉ, Tây Ban Nha và Pháp, nông dân cũng thể hiện bất bình về tác động của các kế hoạch cải cách môi trường và chi phí cao. Nông dân Tây Ban Nha đã xuống đường ở Madrid vào tháng 1 năm 2023 sau khi chính phủ công bố kế hoạch hạn chế lượng nước họ có thể lấy từ con sông Tagus bị hạn hán. Tháng 2 cùng năm, nông dân Pháp lái máy cày qua Paris để phản đối lệnh cấm một số loại thuốc trừ sâu. Ba Lan và các quốc gia Đông Âu khác cũng ghi nhận làn sóng tương tự, mặc dù chúng chủ yếu liên quan đến việc nhập khẩu ngũ cốc giá rẻ của Ukraine vào EU. Các quan chức EU lo ngại về nguy cơ phải đẩy lùi các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng đã chuyển thành luật theo Ủy ban châu Âu. EU đặt mục tiêu tổng thể đến năm 2050, đạt mức phát thải bằng không đối với nông nghiệp. Những thay đổi được lên kế hoạch bao gồm giảm 50% lượng thuốc trừ sâu hóa học vào năm 2030. Xung đột đang diễn ra trên nhiều mặt trận ở Myanmar sau khi các nhóm chống chính quyền được chính phủ trong bóng tối ủng hộ đã kiểm soát được nhiều đồn quân sự và thị trấn. Đây là thách thức lớn nhất mà chính quyền quân sự Myanmar phải đối mặt từ khi tiến hành cuộc đảo chính năm 2021. Ngày 14 tháng 1, người phát ngôn của quân đội Arakan, AA, nhóm vũ trang nổi dậy ở bang Rakhine, miền Tây Myanmar, ông Khine Thukha thông báo lực lượng này đã giành được quyền kiểm soát Paletwa, một thị trấn cảng trên sông Kaladan, nơi đóng vai trò quan trọng trong giao thương với các nước láng giềng. Ông Khine Thukha cho biết, về các vấn đề ổn định biên giới, chúng tôi sẽ hợp tác tốt nhất với các nước láng giềng. Trước đó, một nhóm nổi dậy khác trong liên minh, bà huynh đệ là TNLA, tuyên bố đã kiểm soát được thị trấn ở bang San thuộc miền Bắc, nơi giáp biên giới với Trung Quốc. Tuần trước, chính quyền quân sự đồng ý ngừng bắn với TNLA sau khi tham gia cuộc đàm phán ở thành phố Côn Minh của Trung Quốc và được Trung Quốc tạo điều kiện. Tuy nhiên, ngày 14 tháng 1, liên minh nổi dậy cáo buộc chính quyền vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi triển khai tấn công vào một số thị trấn ở bang San. Bộ Tư pháp và Tổng thống Ba Lan đã xảy ra bất đồng xoay quanh quyết định sa thải công tố viên nhà nước Darius Baski. Theo đó, ngày 15 tháng 1, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Adam Bodna đã thông báo cách chức lãnh đạo văn phòng công tố nhà nước Darius Baski và ông đã bổ nhiệm công tố viên Jacek Bilewicz vào vị trí lãnh đạo lâm thời của cơ quan này. Bộ trưởng Bodna nói, tôi muốn tân công tố viên nhà nước có quyền lực tuyệt đối, được mọi bộ phận pháp lý tôn trọng và bảo đảm hoạt động bình thường của văn phòng công tố nhà nước trong tương lai. Bên cạnh đó, ông sẽ đề xuất dự luật tách rời vị trí Bộ trưởng Tư pháp và Tổng công tố viên. Sau đó, tránh văn phòng của Tổng thống Ba Lan, Duda, ông Marcin Mastalerek đã chỉ trích hành động của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là phi pháp. Tránh văn phòng Mastalerek cho hay, Tổng thống khẳng định ông Baski vẫn là công tố viên nhà nước và đó là điều sẽ được nhắc lại trong cuộc họp với Thủ tướng Donald Tusk. Tổng thống Duda cho rằng Bộ trưởng Bodda không có quyền đơn phương cách chức ông Baski. Theo Bộ Tư pháp Ba Lan, quyết định bổ nhiệm ông Baski hồi năm 2022 không có hiệu lực vì luật pháp khi đó cấm người đã về hưu tiếp nhận vai trò công tố viên nhà nước. Quyết định sa thải ông Baski là một trong những động thái nhằm gỡ bỏ nhiều chính sách được thực hiện dưới thời chính phủ do Đảng Luật pháp và Công lý PIS kiểm soát. Những cuộc cải cách của PIS đã tăng ảnh hưởng của Đảng trong hệ thống tòa án, truyền thông, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức văn hóa, giáo dục.
thay đổi chính sách của PIS được coi là một điều kiện để Ba Lan có thể giải phóng hàng chục tỷ USD từ Liên minh châu Âu, nguồn ngân sách vốn đã bị đóng băng do rạn nứt trong quan hệ giữa Brussels và Warsaw, xoay quanh các tranh cãi về cải cách tư pháp. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến chính phủ thân châu Âu của Thủ tướng Tớc xảy ra căng thẳng với Tổng thống Duda, đồng minh thân cận của PIS. Những tuần đầu khi ông Tớc nắm quyền đã chứng kiến nhiều bất đồng do chính phủ và Tổng thống Duda thuộc hai phe phái đối lập. Theo kết quả từ một cuộc khảo sát thực hiện với các nhà kinh tế hàng đầu trên thế giới, nền kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với một năm 2024 có triển vọng tăng trưởng thấp và sự không chắc chắn cao, nguyên nhân xuất phát từ xung đột địa chính trị, điều kiện tài chính bị thắt chặt và tác động đột phá của trí tuệ nhân tạo AI. Khảo sát được tiến hành hàng năm trước thềm cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ, với sự tham gia của hơn 60 nhà kinh tế trưởng từ các khu vực công và tư toàn cầu nhằm phác họa một bức tranh kinh tế thế giới rõ nét, làm cơ sở để các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp ưu tiên bàn thảo tại diễn đàn. Ngày 15 tháng 1, khảo sát được công bố cho thấy khoảng 56% số người được hỏi dự đoán điều kiện kinh tế toàn cầu nói chung sẽ yếu đi trong năm 2024 và mức độ phân hóa cao theo từng khu vực. Đa số các nhà kinh tế có chung nhận định rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay sẽ ở mức vừa phải hoặc mạnh lên ở một số nền kinh tế phát triển nhất thế giới như Trung Quốc và Mỹ, đồng thời phần đông nhất trí rằng kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng yếu, thậm chí là rất yếu. Triển vọng kinh tế của các nước Nam Á, Đông Á và Thái Bình Dương sẽ có màu sắc tích cực hơn, với nhiều ý kiến kỳ vọng tăng trưởng ở các khu vực này ít nhất nằm ở mức vừa phải trong năm 2024. Với bối cảnh các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới đã ra tín hiệu sẽ hạ lãi suất trong năm 2024, 70% các nhà kinh tế học tham gia khảo sát tin tưởng các điều kiện tài chính sẽ dần nới lỏng hơn khi lạm phát giảm và tình trạng thắt chặt trên các thị trường lao động sẽ giảm bớt. AI được dự báo sẽ tạo ra dấu ấn không đồng đều đối với các nền kinh tế trên thế giới, trong khi 94% nhà kinh tế cho rằng AI sẽ làm tăng đáng kể năng suất ở các nền kinh tế có thu nhập cao trong 5 năm tới, thì chỉ có 53% nhà kinh tế tin rằng điều tương tự cũng sẽ xảy ra đối với các nền kinh tế có thu nhập thấp. Cùng ngày, WEF đã công bố một báo cáo riêng biệt về tương lai của tăng trưởng thế giới trong năm 2024. Báo cáo đánh giá tổng quát 107 nền kinh tế, trong đó kết luận rằng hầu hết các nền kinh tế đang phát triển theo những cách thức không bền vững về mặt môi trường và thiếu hòa nhập về mặt xã hội. Giám đốc điều hành WEF, bà Sadia Sahidi nhận định, việc khôi phục tăng trưởng toàn cầu sẽ là đòi hỏi cấp thiết để giải quyết những thách thức chính, tuy nhiên chỉ tăng trưởng thôi là chưa đủ. WEF cho biết họ đang phát động một chiến dịch nhằm xác định cách tiếp cận mới đối với tăng trưởng và giúp các nhà hoạch định chính sách cân bằng tăng trưởng với các vấn đề xã hội, môi trường và các ưu tiên khác. Ngày 15 tháng 1, Triều Tiên thông báo thành công trong việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn IRBM mang đầu đạn siêu thanh. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, IRBM này được phóng vào chiều ngày 14 tháng 1 nhằm kiểm tra khả năng trượt và cơ động của đầu đạn, cũng như mức độ tin cậy của động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao đa tầng mới được phát triển. Tuy nhiên, KCNA không tiết lộ chi tiết về khoảng cách, thời gian bay hay các thông số khác của tên lửa. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cũng đưa tin rằng Triều Tiên khẳng định vụ phóng tên lửa không ảnh hưởng đến an ninh các nước láng giềng và không liên quan đến tình hình khu vực. Quân đội Hàn Quốc hôm 14 tháng 1 thông báo phát hiện vụ phóng từ một khu vực trong hoặc xung quanh Bình Nhưỡng vào khoảng 2 giờ 55 phút chiều theo giờ địa phương và tên lửa đã bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống biển. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2024 sau khi họ thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn cho IRBM vào tháng 11 năm 2023 và phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-18 vào tháng 12 năm 2023. Hãng tin Reuters Anh đã đưa tin rằng việc phát triển tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn là một mục tiêu chính của Triều Tiên vì nó có khả năng triển khai tên lửa nhanh chóng trong trường hợp xung đột. So với tên lửa nhiên liệu lỏng, tên lửa nhiên liệu rắn khó bị phát hiện trước khi phóng vì chúng không yêu cầu quá nhiều công đoạn chuẩn bị như việc phun nhiên liệu. Tính linh hoạt và an toàn của tên lửa nhiên liệu rắn là do chúng không đòi hỏi việc tiếp nhiên liệu ngay trước khi phóng và chúng hoạt động dễ dàng hơn với việc đòi hỏi ít hỗ trợ hậu cần hơn so với tên lửa nhiên liệu lỏng. Việc sử dụng nhiên liệu rắn có thể tăng khả năng di chuyển của tên lửa và giảm thời gian chuẩn bị phóng. Nhiên liệu rắn thường là hỗn hợp của nhiên liệu và chất oxy hóa, thường sử dụng bột kim loại như nhôm làm nhiên liệu, trong khi ammonium perchlorate là chất oxy hóa phổ biến. Ammonium perchlorate là muối của perchloric acid và ammoniac. Nhiên liệu và chất oxy hóa được kết hợp bằng vật liệu cao su cứng, sau đó được đóng trong vỏ kim loại. Khi nhiên liệu rắn cháy, oxy từ ammonium perchlorate kết hợp với nhôm tạo ra năng lượng lớn và nhiệt độ cao hơn 2760 độ C, tạo lực đẩy và đưa tên lửa ra khỏi bệ phóng.
Triều Tiên tuyên bố rằng việc phát triển ICBM nhiên liệu rắn với hoa sông 18 sẽ tăng cường triệt để khả năng phản công của nước này. Nguồn gốc của nhiên liệu rắn xuất phát từ pháo hoa và đã được Trung Quốc phát triển từ nhiều thế kỷ trước. Sự tiến bộ đáng kể trong việc sử dụng nhiên liệu rắn diễn ra vào giữa thế kỷ 20, đặc biệt là khi Mỹ phát triển các chất nổ có độ đẩy mạnh mẽ hơn. Liên Xô là quốc gia đầu tiên triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM sử dụng nhiên liệu rắn với tên gọi là RT-2 vào đầu những năm 1970. Sau đó, Pháp cũng phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn, được biết đến với tên gọi SSBS hay S-3. Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm ICBM sử dụng nhiên liệu rắn vào cuối những năm 1990. Trong cuộc phỏng vấn với Yonhap vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik đã đánh giá rằng Triều Tiên có thể thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn mới trong tháng 1 này. Nhiều lãnh đạo quân đội Hàn Quốc tin rằng tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn mà Bình Nhưỡng đang phát triển có thể có khả năng nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản và đảo Guam. Tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM có tầm bắn từ 3.000 đến 5.500 km. Trong khi đó, Guam cách Triều Tiên khoảng 3.000 km về phía đông nam. Đảo Guam nằm trên Thái Bình Dương, trở thành một lãnh thổ của Mỹ từ năm 1898. Theo tờ Sky News của Anh, hiện có 30% diện tích của đảo Guam được sử dụng cho các căn cứ quân sự của Mỹ. Đảo Guam luôn được Lầu Năm Góc coi là vị trí chiến lược quan trọng trong chính sách của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tên lửa siêu thanh là một trong những loại vũ khí công nghệ cao mà Chủ tịch Kim Jong-un cam kết sẽ phát triển, như đã công bố tại Đại hội Đảng Lao động. Vào tháng 1 năm 2022, Triều Tiên thông báo rằng họ đã thành công trong việc phóng thử tên lửa siêu thanh. Nhật Bản với sự quản lý nghiêm ngặt của chính phủ và kinh nghiệm đối mặt với thảm họa là một trong những quốc gia có khả năng ứng phó với thảm họa cao nhất thế giới. Sau trận động đất mạnh 7,6 độ ngoài khơi bán đảo Noto vào ngày 1 tháng 1, công tác tìm kiếm người sống sót đang diễn ra. Thống kê ban đầu cho thấy hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy, hàng trăm người mất tích và ít nhất 90 người thiệt mạng. Động đất này làm rung chuyển vùng ven biển phía tây Nhật Bản và tạo ra chấn động mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Nhà địa chất học Lucy Jones lưu ý rằng cường độ và vị trí ngoài khơi có thể gây thiệt hại nặng nề hơn nếu Nhật Bản chuẩn bị không tốt. Trong các thảm họa động đất khác như ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria năm 2023, tỷ lệ thương vong cao hơn khi chính phủ không áp dụng đủ biện pháp đối phó. So sánh với động đất ở Pakistan năm 2005, mạnh 7,6 độ Richter, làm hơn 86.000 người qua đời, thì động đất ở Nhật Bản năm 2011, cùng cường độ nhưng có khoảng 20.000 người qua đời, cho thấy khả năng ứng phó cao của Nhật Bản. Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, đã tích lũy kinh nghiệm và phổ biến kiến thức về cách chống chịu đối với động đất trong đời sống hàng ngày, giúp giảm thiểu thiệt hại sau mỗi sự kiện động đất. Theo chuyên gia thảm họa và phục hồi, giáo sư Daniel Andrick, Nhật Bản liên tục kết hợp chuẩn bị và đối phó với động đất vào cuộc sống hàng ngày. Chính phủ Nhật Bản đã triển khai nhiều sáng kiến trong và sau thảm họa, bao gồm diễn tập và huấn luyện xử lý sự cố, xây dựng các tòa nhà với chỉ dẫn thoát hiểm để sơ tán, lắp đặt hệ thống cảnh báo động đất, thường 30 giây trước khi động đất xảy ra, và tập huấn lực lượng phản ứng nhanh. Điều này giúp người dân được chuẩn bị tốt cho tình huống khẩn cấp và biết cách đối phó khi thảm họa xảy ra. Những sáng kiến này bao gồm cả việc đào tạo học sinh tham gia diễn tập chống động đất, tương tự như trường học ở Mỹ diễn tập sự cố như hỏa hoạn hoặc xảy ra sự cố về nổ súng. Điều này giúp xây dựng sự nhận thức và kỹ năng phản ứng từ thời kỳ học đầu tiên. Khi sống ở Tokyo, ông Andrick từng tham gia luyện tập cách sử dụng thiết bị cứu hỏa và thực hành sơ cứu, hoạt động có thể giúp ích trong trường hợp động đất. Chuyên gia giáo sư Daniel Andrick đánh giá cao việc Nhật Bản thực hiện các biện pháp bảo vệ khéo léo, từ trên xuống và từ dưới lên, chú trọng vào việc tăng cường khả năng phản ứng và ứng phó trong môi trường sống. Ông Andrick nhấn mạnh rằng, mặc dù không thể ngăn chặn động đất, nhưng đất nước này có thể học cách áp dụng các biện pháp bảo vệ để giảm thiểu thiệt hại và đối phó với thảm họa. Theo kỹ sư trưởng tại Viện Giảm thiểu Rủi ro Thảm kịch Canada, ông Kate Potter, chiến dịch chuẩn bị cho động đất lớn đã giúp Nhật Bản giảm thiểu thiệt hại và có nguồn gốc từ kinh nghiệm tích lũy trong quá khứ. Sự quản lý nghiêm ngặt từ chính phủ và quy định xây dựng nhà chống động đất đã đóng góp quan trọng vào việc giảm thiểu thiệt hại. Quy định này được xem xét và cập nhật liên tục theo thời gian, đặc biệt quy định đầu tiên được ban hành năm 1923 sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter khiến hàng trăm công trình sụp đổ. Trong nhiều lần sửa đổi, đáng chú ý nhất là luật tiêu chuẩn xây dựng năm 1950 và sửa đổi tiêu chuẩn xây dựng chống động đất mới vào năm 1981. Theo luật năm 1950, tòa nhà cần chịu được động đất mạnh 7 độ mà không gặp vấn đề đáng nghiêm trọng. Sửa đổi năm 1981 đặt yêu cầu cao hơn, đòi hỏi khi động đất mạnh tới 7 độ, tòa nhà chống động đất sẽ chỉ chịu thiệt hại nhỏ và vẫn hoạt động bình thường. Đối với động đất mạnh hơn, nhà đạt tiêu chuẩn chống động đất là không thể sụp đổ. Dựa trên tiêu chí này, ông Potter giải thích rằng tòa nhà được đánh giá xây dựng thành công nếu không sụp đổ và gây thương vong trong động đất,
ngay cả khi nó chịu thiệt hại nặng nề đến mức không thể sửa chữa. Điều này giúp giảm thiểu số lượng nạn nhân trong động đất do nhà cửa đổ vỡ. Ngoài ra, để tăng cường khả năng chịu đựng của các tòa nhà, Nhật Bản đã áp dụng nhiều phương pháp thiết kế chống động đất. Một trong những phương pháp phổ biến là lắp đặt lớp đệm chống động đất, được làm từ vật liệu hấp thụ tốt như cao su ở đáy nền móng tòa nhà. Điều này giúp giảm chấn động từ chuyển động xê dịch đối với công trình. Một phương pháp khác là xây dựng toàn bộ tòa nhà trên một lớp đệm dày để có thể phân tách tòa nhà và đất trong trường hợp nền đất di chuyển. Tuy nhiên, có những thách thức đặc biệt phụ thuộc vào vị trí của tòa nhà, như khi nằm ở vùng thủy phân, nơi nền đất không thể tiếp tục chịu sức nặng của công trình. Hệ quả sau động đất lớn như hỏa hoạn hoặc thiệt hại do sóng thần cũng đóng góp vào việc phá hủy nhà cửa. Điều này làm cho quy định an toàn xây dựng chỉ trở thành một phần của biện pháp tổng thể để sống chung với động đất tại Nhật Bản. Trận động đất đầu năm 2024 làm tăng thêm sự tin tưởng của các chuyên gia rằng không có người dân ở đâu trên thế giới có thể sẵn sàng đối mặt với thảm họa như người Nhật. Với những biện pháp chuẩn bị định kỳ như lập kế hoạch và diễn tập sơ tán, các trung tâm sơ tán như trường học hoặc các địa điểm công cộng đã được trang bị vật dụng khẩn cấp sẵn có. Hệ thống cảnh báo của Nhật Bản cũng đạt hiệu quả, báo động kịp thời cả về động đất và nguy cơ sóng thần. Những thành tựu ngày nay mà Nhật Bản đạt được là kết quả của sự tổng hòa giữa nhiều biện pháp khác nhau, từ sự hỗ trợ của chính phủ đến sự tích cực tham gia của cộng đồng dân cư nhằm mục đích giảm thiểu thiệt hại do động đất gây ra. Số liệu mới từ một nghiên cứu đã cho thấy mức độ không hài lòng của phụ nữ Nhật Bản về khối lượng công việc hàng ngày của chồng đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Cuộc khảo sát hàng năm và nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tư nhân Sufujob Soken tiết lộ rằng hơn một nửa số phụ nữ Nhật Bản, tỷ lệ cụ thể là 55,3%, không hài lòng với mức độ đóng góp của chồng trong công việc nhà. Trong đó, gần 40% phụ nữ cho biết họ không hài lòng vì chồng chỉ giúp đỡ một chút, trong khi có 15,5% cho biết chồng họ không tham gia bất kỳ công việc nhà nào hàng ngày. Đây là mức độ không hài lòng cao nhất ghi nhận trong suốt thời gian nghiên cứu kéo dài 3 năm qua. Trong số 510 người tham gia nghiên cứu, chỉ có khoảng 16,7% cho biết họ hài lòng với mức độ đóng góp của chồng trong công việc nhà và 28% nói rằng chồng họ đã giúp đỡ một chút và tôi không phàn nàn gì. Bà Fumio Hayashi, 51 tuổi, ở thành phố Yokohama nói với tờ This Week in Asia: "Chồng tôi không nấu ăn, không giặt giũ và không bao giờ dọn dẹp nhà cửa. Tôi thừa nhận rằng ông ấy có đổ rác mỗi sáng, nhưng dù sao thì ông ấy làm vậy chỉ vì tiện chuẩn bị ra khỏi nhà. Tôi ước gì ông ấy làm được nhiều việc hơn, nhưng dù sao chúng tôi cũng không tranh cãi về vấn đề việc nhà." Trong gia đình của bà Fumio Hayashi, không chỉ có chồng bà đi làm ở ngoại ô, mà bản thân bà cũng đảm nhận hai công việc bán thời gian để gia tăng thu nhập gia đình. Dù chồng bận rộn với giờ làm việc tại một nhà sản xuất ô tô lớn, bà vẫn phải đối mặt với những công việc nhà và chuẩn bị bữa tối sau những ngày làm việc mệt mỏi. Bà nói, về mặt tích cực, nếu tôi nói với ông ấy rằng tôi mệt mỏi sau giờ làm việc, ông ấy luôn đề nghị hai vợ chồng nên ra ngoài ăn tối để tôi có thể được nghỉ ngơi. Trong nghiên cứu của Sufujob Soken, những phàn nàn của phụ nữ Nhật Bản không chỉ giới hạn ở những điều cụ thể như tất bị để lộ sau khi giặt, mà còn nói đến những vấn đề chung chung như không giúp đỡ trong công việc nhà hoặc không đảm nhận trách nhiệm trong việc chăm sóc con cái. Có một số người phụ nữ cho biết chồng thiếu nhận thức về những công việc cần phải thực hiện trong gia đình và chỉ thực hiện khi vợ yêu cầu. Một nguyên nhân gây xích mích khác là đàn ông không đáp ứng được tiêu chuẩn của vợ. Cô Takako Tomura, 43 tuổi, đến từ quận Kanagawa chia sẻ: "Chồng tôi thực sự khá giỏi việc nhà và anh ấy thường xuyên dọn dẹp phòng tắm, nhà vệ sinh và lối vào căn hộ của chúng tôi. Tôi đánh giá cao điều đó vì anh ấy còn làm việc chăm chỉ và đi làm nhiều giờ. Điều đó giúp ích nhiều cho tôi vì tôi cũng có một công việc bán thời gian. Nhưng đôi khi tôi nghĩ mình có thể làm những công việc nhà nhanh hơn và tốt hơn anh ấy. Vì vậy, tôi đợi cho đến khi chồng mình đi ra ngoài và làm mọi việc theo cách mà bản thân muốn. Tôi đánh giá cao nỗ lực của anh ấy, nhưng tôi vẫn sẽ làm lại." Bà Sumiya Kawakami, giảng viên tại Đại học Yamanashi Gakuin, chia sẻ rằng đã có những sự thay đổi dần dần trong quan điểm của các gia đình tại Nhật Bản và các cặp vợ chồng ngày càng chia sẻ trách nhiệm trong công việc nhà một cách tích cực hơn. Bà cho biết, trước đây, phụ nữ thường chọn đi theo con đường sự nghiệp hoặc con đường làm mẹ và những người ưu tiên gia đình hơn sự nghiệp đều phải làm việc tại nhà và nuôi dạy con cái. Nhưng tôi lạc quan rằng điều đó đang thay đổi. Tôi thấy nam giới đã làm việc nhà nhiều hơn và đón con đi học mẫu giáo. Điều này không xảy ra cách đây vài năm. Bà nói thêm, sự khác biệt về quan điểm không chỉ đơn giản là do thế hệ mà còn do số tiền một cặp vợ chồng kiếm được. Những người làm công việc được trả lương cao có thể đủ khả năng để nghỉ phép, nhưng có nhiều người bị mắc kẹt ở những vị trí được trả lương thấp và sau khi làm xong một công việc, về nhà và ngay lập tức phải chuyển sang công việc tiếp theo. Những người này thường không có thời gian và sức lực để làm việc nhà.